hé lộ câu chuyện thảm khốc trong ca khúc mới của Phan Mạnh Quỳnh. MV Tự Dân được xây dựng trên câu chuyện về vụ tai nạn để lại nhiều thương tiếc vào năm 2013 tại Hải Phòng. Giọng ca gây sốt tại Sing My Song, Phan Mạnh Quỳnh vừa chính thức ra mắt MV Tự Dân. Sức nóng của nam ca sĩ tại Sing My Song thời gian gần đây đã giúp MV này tạo ra một cơn sốt trong cộng đồng những người yêu nhạc Việt. Với giọng hát cảm xúc, giai điệu nhẹ nhàng, nam ca sĩ vợ người ta kể về câu chuyện tình buồn không trọn vẹn, gây xúc động mạnh. Trong MV Tự Dân, Phan Mạnh Quỳnh vào vai một chàng trai ngày đêm thương nhớ người yêu đã ra đi vì một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Tình yêu quá lớn và những kỷ niệm khi còn nhau cứ thế dày vò và đâm vào tim chàng trai những vết thương đau đớn. Ngay lập tức, nội dung MV đã làm nhiều người liên tưởng đến câu chuyện từng được đăng tải trên trang báo mạng, kể về một cô gái trẻ mất vì tai nạn giao thông trên đường đi mua hoa về bán dịp 8 tháng 3. Câu chuyện tình buồn này được đăng tải trên mạng vào ngày 1 tháng 3, 2016, từng khiến cư dân mạng cảm động và nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ đăng tải lại. Đây là câu chuyện có thật xảy ra vào năm 2013 tại Hải Phòng. 3 năm sau, chàng trai trong sự kiện có thật này vẫn chưa nguôi ngoai thương nhớ người bạn gái đã qua đời. Có thể nhận ra, nội dung trong MV của nam ca sĩ vợ người ta và câu chuyện trên báo mạng đều kể về mối tình đoạn mệnh khi cô gái sớm từ giã cõi đời, để lại bao thương nhớ và những dự định còn dang dở với chàng trai. Lời bài hát có câu, có những cánh hoa chưa úa tàn đã ngã tư chiều tối, phủ quanh người em nằm, gió lác đác bay qua ngó ngàng báo tin rằng chẳng vui, anh chìm sâu thẳm. Và nó hoàn toàn ăn khớp với lời kể trong câu chuyện trên mạng. Hôm đó anh đang chuẩn bị quà 8 tháng 3 cho em, sáng sớm 7 giờ đã có người gọi điện nói em đi mua hoa với bạn để về bán và gặp tai nạn. Con đường đấy, nơi em nằm rơi đầy cánh hoa hồng và máu. Trong MV Tự Dân cũng xuất hiện chi tiết chàng trai quỳ dưới những cánh hoa hồng rải trên mặt đường, nơi hiện trường vụ tai nạn xảy ra. Đây là chi tiết hoàn toàn trùng khớp với bức ảnh ở hiện trường vụ tai nạn được chụp vào năm 2013. Liên hệ với Phan Mạnh Quỳnh, nam ca sĩ thừa nhận nội dung MV Tự Dân đúng là xuất phát từ câu chuyện có thật xảy ra tại Hải Phòng năm 2013. Tôi từng đọc về vụ tai nạn thảm khốc đó, cô gái ra đi khi còn quá trẻ, để lại chàng trai người yêu với bao đau buồn thương nhớ. Khi làm MV Tự Dân, tôi chợt nảy ra ý định đưa câu chuyện này để tạo nét ấn tượng cho người xem. Trước luồng thông tin về việc lợi dụng câu chuyện thảm khốc để câu khách cho MV, Phan Mạnh Quỳnh cho biết anh và ekip sản xuất đã xin phép chàng trai nhân vật chính trong câu chuyện đau buồn này. Tôi cũng hiểu đây là chuyện buồn nên đã xin phép gia đình và người yêu của cô gái xấu số. Khi làm MV, ekip cũng thực hiện khá nhẹ nhàng, nội dung không xoáy sâu vào câu chuyện đã qua, mà chỉ có một vài chi tiết hơi giống, ai tinh ý mới nhận ra. Tôi và ekip không bao giờ muốn gia đình và người yêu của cô gái xấu số bị khơi lại nỗi đau đã qua. Phan Mạnh Quỳnh cho biết thêm, hầu hết các MV của anh đều được xây dựng trên những câu chuyện có thật. Lúc là câu chuyện thật của tôi, lúc thì là của những người bạn, anh em của tôi, và bây giờ là câu chuyện có thật từng được chú ý trên mạng. Tôi muốn những sản phẩm của mình đều phải có thật như vậy để tạo nên nét độc đáo ấn tượng riêng, Phan Mạnh Quỳnh nói. Helen Thanh Đào, diễn viên Việt nói dối gây sốc làng giải trí Đài Loan là ai? Helen Thanh Đào, diễn viên vừa thừa nhận nói dối chuyện đời tư, sở hữu gương mặt xinh đẹp, chiều cao 1m74. Mới đây, tờ Epoch Times đã đăng tải thông tin diễn viên Helen Thanh Đào bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện họp báo ở Đài Loan để thừa nhận việc cô nói dối chuyện đời tư trong suốt nhiều năm qua. Ở phần đầu chia sẻ trong nước mắt, Helen Thanh Đào xác nhận cô từng kết hôn từ 18 năm trước với một người đàn ông gốc Đài Loan tên Đại Phát Khôi và đã sinh con chứ không độc thân như lời khẳng định trong thời điểm hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Cũng có mặt trong buổi họp báo, chồng Helen Thanh Đào tiết lộ nữ diễn viên là người Việt Nam 100%. Còn việc mang hai dòng máu Việt Đài Loan có bằng cấp hoành tráng đều là thổi phồng để thuận lợi cho công việc. Không dừng lại ở đó, chuyện Helen Thanh Đào khẳng định thông tin mẹ ruột qua đời vì tai nạn giao thông trong bài phỏng vấn hồi tháng 6, 2014 là hoàn toàn sai lệch. Hiện tại, mẹ của Helen Thanh Đào vẫn đang sống và nữ diễn viên cho biết những ngày qua mẹ ruột cô liên tục đe dọa công bố sự thật về con gái nếu không chu cấp một khoản tiền lớn. Để sự việc không đi quá xa, Helen Thanh Đào và ông xã đành chấp nhận công khai những bí mật động trời ít ai có thể ngờ tới. Trước khi chuyện cá nhân gây xôn xao cả làng giải trí Việt Nam lẫn Đài Loan, Helen Thanh Đào được đánh giá là một nghệ sĩ năng động, sở hữu nhiều lợi thế nổi bật.
Ngoài gương mặt xinh đẹp, chiều cao 1m74 cùng khả năng giao tiếp khôn khéo, Helen Thanh Đào còn từng được nhiều đạo diễn trong nước ưu ái mời đảm nhận vai diễn quan trọng trong các bộ phim như Luật Giang Hồ, Sóng Gió Thương Trường, Định Mệnh. Đầu năm 2010, Helen Thanh Đào sang Đài Loan với lý do thăm mẹ, nhưng sau đó không lâu, cô lại chia sẻ với truyền thông rằng mẹ đã qua đời vì tai nạn giao thông và Helen Thanh Đào quyết định chia tay showbiz Việt để tìm kiếm cơ hội tại quê hương thứ hai. Thời gian đầu lập nghiệp ở môi trường mới, Helen Thanh Đào có ký hợp đồng làm người mẫu, diễn viên độc quyền cho một công ty giải trí. Tuy nhiên, hoạt động của cô chỉ được chú ý khi hình ảnh hậu trường trong một buổi chụp bikini của người đẹp này được bàn tán nhiều trên các diễn đàn. Sau vài năm tạo dựng được mối quan hệ nhất định và thử sức qua một loạt vai phụ, Helen Thanh Đào mới bắt đầu được giới chuyên môn Đài Loan quan tâm và được mời đóng vai chính trong các bộ phim như Hương Tình Đu Đủ, Mùa Chim Di Trú, Hương Sen Đá. Đến năm 2012, Helen Thanh Đào có cơ hội được góp mặt trong các liên hoan phim nổi tiếng như Kim Chung, Kim Mã. Để nổi trội hơn các người đẹp sẽ góp mặt trong sự kiện này, nữ diễn viên chơi trội khi mặc những bộ đầm hàng trăm triệu, có chất liệu xuyên thấu để khoe vẻ gợi cảm trên thảm đỏ. Ngoài gây chú ý khi chuộng mốt ăn vận nóng bỏng trước đám đông, Helen Thanh Đào còn được mệnh danh là Lâm Chí Linh Việt Nam hay bản sao Lâm Chí Linh. Do một lần phỏng vấn trên truyền hình, cô thừa nhận rất ngưỡng mộ người mẫu diễn viên Điệp Vụ Tuyệt Mật. Những năm gần đây, Helen Thanh Đào duy trì công việc diễn xuất và thử sức thêm ở lĩnh vực MC, ca sĩ. Hiện tại, scandal nói dối của Helen Thanh Đào đang gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Helen Thanh Đào tiết lộ về 18 năm trời bị chồng bạo hành dã man. Helen Thanh Đào cay đắng chia sẻ, tôi muốn sống cuộc sống như một người phụ nữ bình thường, chứ không muốn làm một con chó, tôi muốn làm con người. Ngày 8 tháng 1 vừa qua, trong cuộc họp báo diễn ra tại thành phố Đài Bắc, Helen Thanh Đào cùng chồng là Đới Phát Khuê cùng nắm chặt tay nhau, cúi đầu thừa nhận đã lừa dối gia thế, học vấn, hôn nhân, tuổi tác suốt mười mấy năm qua. Câu chuyện chưa dừng lại tại đó. Sau khi đó 2 ngày, 10 tháng 1, Helen Thanh Đào đã có buổi phỏng vấn độc quyền cùng tờ báo nổi tiếng Apple Daily của Đài Loan. Helen Thanh Đào đã trải lòng những chuyện mà cô đã cất giấu suốt 18 năm qua, thừa nhận bị chồng bạo lực gia đình. Helen Thanh Đào nói trong tiếng khóc, tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi không phải là một con rối, không muốn bị người khác theo dõi, chúng ta đều là những con người, chúng ta không phải là động vật, càng không phải là con chó mà người khác nuôi. Helen Thanh Đào cho biết, suốt một thời gian dài, cô bị chồng kiểm soát chặt chẽ, số tiền cô kiếm được cũng bị chồng nắm giữ hết. Thậm chí chồng Helen Thanh Đào muốn cô phải cắt đứt liên lạc với mẹ ruột của mình ở Việt Nam, càng không được phép có bất kỳ người bạn nào. Không những thế, Helen Thanh Đào còn bị chồng bạo hành, khi phóng viên gọi điện cho ông Đới Phát Khuê thì đều không có người nghe máy. Khi phóng viên nhắn tin hỏi, có phải Helen Thanh Đào bị đánh không? Có phải Helen Thanh Đào bị ông bạo hành không? Thì ông Đới đều chỉ đọc tin nhắn chứ tuyệt nhiên không trả lời. Helen Thanh Đào cho biết, trong thời gian 18 năm kết hôn, cuộc sống của cô đều bị chồng kiểm soát. Ngay cả toàn bộ nội dung của cuộc họp báo ngày 8 tháng 1 vừa qua cũng bị chồng cô khống chế. Cô không được bày tỏ đúng theo ý kiến của bản thân mình. Helen Thanh Đào lần đầu gặp ông Đới khi đó cô mới 20 tuổi. Vì cuộc sống ở Việt Nam nghèo túng, thêm nữa bản thân cảm thấy ông Đới là một người trung thực, thật thà, nên Helen Thanh Đào đã nhanh chóng quyết định lấy chồng, dù chỉ sau một tuần gặp gỡ. Helen Thanh Đào cứ ngỡ rằng cuộc sống ở Đài Loan sẽ thật dễ chịu và viên mãn, chứ không ngờ rằng cuộc sống của cô ngày càng trở nên tồi tệ. Helen Thanh Đào cho biết đã rất nhiều lần bị chồng bạo hành, nhưng cô quyết định không nói ra vì muốn tiếp tục sinh sống ở Đài Loan. Thế nhưng cuộc sống như vậy cứ tiếp diễn, làm Helen Thanh Đào ngày càng cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. Trước đây, cô đã từng có ý định bỏ nhà đi tự vẫn. Helen Thanh Đào ngậm ngùi nhớ lại quãng thời gian từng có ý định tự vẫn, cô bày tỏ. Trên người tôi không có tiền, chứng minh nhân dân và hộ chiếu cũng không được cầm, không hề có bất cứ thứ gì có thể sống tiếp được. Helen Thanh Đào cũng cho biết thêm, bản bóc trần gia thế trên Facebook cá nhân của cô hoàn toàn là do ông Đới viết, mục đích là ép Helen Thanh Đào phải bỏ nhà ra đi. Helen Thanh Đào nhớ lại lần có ý định quyên sinh kia, cô cho biết rất may là được một người bạn phát hiện kịp thời, báo cảnh sát cứu cô.
Và cũng kể từ ngày đó, Helen Thanh Đào đã tỉnh ngộ ra một điều: chỉ có sống mới có cơ hội, chỉ khi sống mới hy vọng. Tôi sẽ lựa chọn sống, chỉ có duy nhất một lần có ý nghĩ tự vẫn như kia thôi. Helen Thanh Đào cho biết, sau buổi họp báo diễn ra tại Đài Bắc ngày 8 tháng 1 vừa qua, cô lại bị chồng đánh vào bụng. Helen Thanh Đào quyết định rời bỏ chồng, quyết định tới đồn cảnh sát trình báo. Khi được hỏi có muốn nói gì với người chồng không, Helen Thanh Đào nói, xin hãy tha cho em, hãy để em được sống một cuộc sống như người bình thường. Helen Thanh Đào cho biết, lần cô bị chồng bạo hành nghiêm trọng nhất là lần bị đánh tới mức ngất đi. Khi cô tỉnh dậy, chồng cô lại ân cần nói chuyện với cô. Helen Thanh Đào nói, cứ mỗi lần đánh tôi xong, anh ấy lại nói lời xin lỗi tôi, nói với tôi rằng tính anh ấy quá hồ đồ. Rồi anh ấy rất yêu tôi và hy vọng tôi tha thứ, tôi lại mềm lòng tiếp tục ở lại. Helen Thanh Đào còn tiết lộ tình cảm của cô và mẹ chồng rất tốt đẹp. Trước đây, đã có lần mẹ chồng cứu cô để cô không bị chồng đánh, nhưng thật không ngờ ông Đới còn đánh luôn cả mẹ ruột mình. Khi được hỏi tại sao không đi chứng nhận vết thương trên thân thể sau khi bị chồng bạo hành, Helen Thanh Đào cho biết, chồng tôi theo tôi rất sát, tôi đi bất cứ đâu anh ấy cũng đều biết, nên tôi không thể đi làm những việc khác như đi chứng nhận vết thương được. Helen Thanh Đào nhớ lại có một lần ông Đới tay cầm một con dao xông tới trước mặt cô nói rằng anh ấy muốn cắt tay và liên tục uy hiếp, khiến cô cảm thấy bị căng thẳng tột độ, dường như phát điên lên. Đó là cảnh tượng kinh khủng mà có lẽ suốt đời này không bao giờ quên được, Helen Thanh Đào nói. Được biết, trước đây ông Đới đã từng mất 8.000 đô la Mỹ, khoảng 257.000 tiền tệ, để cưới Helen Thanh Đào. Helen nói, cho dù khi xưa tôi quyết định kết hôn với anh ấy cũng đã đưa tiền sính lễ cho mẹ tôi, nhưng là tôi gả chồng, chứ không phải là mua tôi để đem về Đài Loan. Cô cũng cho hay, suốt bao năm sống ở Đài Loan, toàn bộ số tiền Helen Thanh Đào kiếm được đều nằm trong tay ông Đới. Trong cuộc phỏng vấn với Apple Daily hôm qua, Helen Thanh Đào chủ động mở ví cho xem, bên trong ví chỉ có khoảng 3.000 đến 4.000 đài tệ, khoảng hơn 2 triệu mốt đến hơn 2 triệu 8 triệu đồng Việt Nam, và có một thẻ tín dụng. Helen Thanh Đào cho biết, đó là số tiền tiêu vặt mà chồng đưa cho, còn toàn bộ đồng hồ đeo tay hàng hiệu, xe ô tô hay nhà đều đứng tên của chồng. Helen Thanh Đào không quan tâm và cũng không cần những thứ ấy, cô nói. Anh ấy có thể giữ lại những thứ ấy, chỉ cần trả lại tự do cho tôi là đủ. Tôi muốn sống được sống như một người phụ nữ bình thường, chứ không muốn làm một con chó. Tôi muốn làm con người,